Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, hơn 120 người có thể đã bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Nhân dân Nhật báo cho hay, khoảng 40 ngôi nhà bị phá hủy ở làng Simo, huyện Mao Tây An sau khi một bên sườn núi đổ sập xuống lúc 6 giờ sáng thứ Sáu theo giờ địa phương. 500 nhân viên cứu hộ đã có mặt và cố gắng xác định vị trí của những người mất tích. Hình ảnh của nhân dân Nhật báo cho thấy hàng chục máy xúc được huy động. Giới chức Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000m tạo ra đống đất đá dài 2km, rộng 400m, dày 50m. Lở đất cũng đã làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2km, theo Tân Hoa xã. Cảnh sát đã cấm đi lại trên một số tuyến đường trong huyện đến ngày thứ Bảy để tạo điều kiện cho lực lượng cấp cứu di chuyển. Theo báo giới địa phương, một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ hơn một tháng tuổi đã may mắn thoát nạn. Người chồng kể vợ chồng ông tỉnh giấc do con khóc vào khoảng 5 giờ sáng nên kịp chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, họ vẫn bị chôn vùi và được đội cứu hộ cứu ra sau đó. Cặp ba được đưa tới bệnh viện và sức khỏe đã ổn định. Cảnh sát địa phương cho hay, lở đất là do mưa lớn nhiều ngày qua trong khi khu vực này thiếu vắng cây cối, cả hàng tấn đá đã rơi xuống. Cảnh sát trưởng Trần Thiết Bác nói, khu vực trên thường xảy ra động đất, bao gồm một trận vào năm 1933 khiến nhiều phần của thị trấn Desi bị vùi xuống cái hồ bên cạnh. Năm 2008, trận động đất 8 độ Richter ở huyện Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên làm gần 70.000 người thiệt mạng, trong khi khu vực này còn có nhiều đập nước, bao gồm hai nhà máy thủy điện ở thị trấn Desi gần ngôi làng vừa bị chôn vùi. Ngọn núi đã bị suy yếu kể từ sau trận động đất khủng khiếp năm 2008, khiến những trận mưa vừa phải cũng có thể gây lở đất. Hơn 120 người có thể đã bị chôn vùi trong một trận lở đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Sáu theo giờ địa phương. Nhân dân Nhật báo cho hay hơn 40 ngôi nhà bị phá hủy ở làng Tân Ma, thị trấn Điệp Khê, huyện Mậu sau khi một bên sườn của ngọn núi nằm ở châu tự trị dân tộc Tạ, Khương A Bá gần đó đổ sập xuống. Khi tôi tới Tân Ma, khoảng 6 giờ sáng, cả làng chỉ còn một ngôi nhà. Mọi thứ khác đều bị chôn vùi dưới đá và bùn. Ông Lý Nguyên Quân, một quan chức địa phương kể với tờ Tứ Xuyên Nhật báo. Giới chức Tứ Xuyên cho biết vụ sạt lở từ ngọn núi cao 3.000m tạo ra đống đất đá dài 3km, dày 50m. Lở đất cũng làm tắc nghẽn một đoạn sông dài 2km và chôn vùi 1,6 km đường, theo Tân Hoa xã. Ông Vương Vịnh Ba, quan chức cứu hộ địa phương ước tính với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV rằng khoảng 18 triệu mét khối đất đá trượt xuống từ ngọn núi. Đến cuối ngày thứ Sáu, có tới gần 800 nhân viên cứu hộ và nhiều máy móc tìm kiếm các nạn nhân bị kẹt bên dưới đất đá. Cảnh sát đã cấm đi lại trên một số tuyến đường trong huyện Mậu đến ngày thứ Bảy để tạo điều kiện cho lực lượng cấp cứu di chuyển. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo lực lượng cứu hộ phải nỗ lực hết sức để giảm thiểu thương vong. Tính tới nay, đã có 5 thi thể được đưa ra. Báo chí địa phương đưa tin, một cặp vợ chồng và đứa con mới hơn một tháng tuổi đã may mắn thoát nạn. Theo CCTV, ông Kiều Đại Soái kể mình nghe thấy một âm thanh lớn và gió thổi vào nhà. Tôi chạy ra ngoài và thấy nước đang tràn tới. Một tảng đá rơi trúng phòng khách nhà tôi. Chúng tôi ôm con, bỏ từ từ ra ngoài. Cả ba sau đó được đưa tới bệnh viện và sức khỏe đã ổn định. Chúng tôi chỉ bị vài vết thương bên ngoài, nhưng tim tôi rất đau vì làng mình bị nhấn chìm. Ông Kiều chia sẻ. Theo báo The New York Times, một số cư dân mắc kẹt đã dùng điện thoại di động cầu cứu. Ông Vương Vịnh Ba cho các đài truyền hình Trung Quốc hay. Một phụ nữ hét lên từ bên dưới, các binh sĩ nghe thấy và hỏi han bà ấy chỉ có thể dùng đá gõ thành tiếng để trả lời. Cảnh sát trưởng khu vực, ông Trần Thiết Bác không loại trừ khả năng có du khách mất tích bởi ngôi làng cách không xa tuyến đường chính nối thành đô, thủ phủ Tứ Xuyên, với nhiều thắng cảnh như cổ trấn Tùng Phan và vườn quốc gia Cửu Trại Câu. Ngay trong làng cũng có nhiều nhà nghỉ. Hơn nữa, theo CCTV, nhiều sinh viên về nhà nghỉ hè nên nhiều khả năng số người trong làng vào lúc này xảy ra thảm họa đông hơn bình thường. Cảnh sát địa phương nghi ngờ lở đất là do mưa lớn nhiều ngày qua, trong khi khu vực này thiếu vắng cây cối. Tuy nhiên, nhiều người dân gần đó lại bảo mưa không quá lớn. CCTV dẫn lời ông Điền Yên Sơn, quan chức của Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc đánh giá nguyên nhân thảm họa khá phức tạp và có thể là sự kết hợp giữa mưa và nền đá thiếu ổn định. Với vụ lở đất này, chúng tôi cho là ngọn núi đã bị suy yếu kể từ sau khi trận động đất năm 2008. Từ đó, những trận mưa gần đây đã gây ra lở đất, ông Điền giải thích. Vùng núi Tứ Xuyên đã chứng kiến nhiều trận lở đất gây ra lũ lụt và động đất.
năm 1933, khoảng 6.800 người đã thiệt mạng do động đất và thêm 2.500 người bị chết do lở đất làm vỡ một đập nước. Kinh hoàng hơn cả là trận động đất mạnh 8 độ Richter ở huyện Văn Xuyên vào năm 2008 kể trên với hơn 87.000 người thiệt mạng. Huyện Mậu nằm ngay cạnh Văn Xuyên. Dự kiến mưa tiếp tục rơi những ngày tới, gây khó khăn cho cứu hộ. Theo báo chí địa phương, làng Tân Ma vẫn mất điện, trong khi đó nhiều tỉnh khác của Trung Quốc như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy cũng ban hành cảnh báo lở đất do lũ lụt nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 58 thi thể tại hiện trường vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc tính đến ngày thứ hai, trong lúc 25 nạn nhân vẫn còn mất tích. Cổng thông tin của chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết có 52 thi thể nằm trong danh sách 77 người được báo cáo mất tích đã được tìm thấy, còn lại 6 thi thể khác đang được xác định danh tính. Nhà chức trách thừa nhận rất khó để tính toán số nạn nhân mất tích cụ thể, do nhiều người dân sống và làm việc tại khu công nghiệp xảy ra lở đất là lao động nhập cư nghèo đến từ các tỉnh khác. Họ thường không đăng ký hoặc người thân ở quá xa chưa thể liên lạc. Vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào năm 2015 khi một núi chất thải bị mưa lớn tác động đổ úp xuống chôn vùi 33 tòa nhà ở khu công nghiệp thuộc Tân Khu Quang Minh. Hơn 10.600 người và 2.200 máy móc hạng nặng đã tham gia cứu hộ, tổng cộng hơn 2 triệu mét khối đất được nạo vét để tìm kiếm người sống sót. Văn phòng công tố huyện Bảo An cho biết 11 người liên quan đến thảm họa trên đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ, bao gồm cố vấn pháp lý của công ty phát triển đầu tư X Tương Long, doanh nghiệp quản lý bãi rác thải xây dựng gây ra vụ lở đất, phó tổng giám đốc công ty này và quan sát viên điều phối kho bãi tại hiện trường. Hôm đó, giám đốc văn phòng quản lý đô thị của Tân Khu Quang Minh từ Nguyên An nhảy lầu tự tử. Theo hãng tin AP, văn phòng quản lý đô thị có liên quan tới quy định về hoạt động của doanh nghiệp và địa điểm xây dựng, nhưng không rõ ông Từ có đang bị điều tra về vụ lở đất hay không. Hồi tháng 6, vụ nổ hóa chất tại thành phố Cảng Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc giết chết gần 200 người, làm dấy lên câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Sau 60 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát của vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, một thanh niên vẫn sống sót và được cứu ra. Vụ lở đất trước đó trong khu công nghiệp Hằng Thái Dụ cũng khiến hơn 30 tòa nhà sụp đổ và hơn 70 người mất tích. Anh Thiên Trạch Dân được tìm thấy vẫn còn sống vào khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày thứ Năm. Bên dưới một tòa nhà đổ sụp và đang được điều trị y tế, thanh niên 19 tuổi này là công nhân nhập cư đến từ thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam Trung Quốc. Khi được cứu ra, Thiên nói với nhân viên cứu hộ tên mình và cho hay còn một người khác bị chôn vùi cạnh anh. Tuy nhiên, người này đã thiệt mạng. Theo lời ông Đại Liêm, bác sĩ đã chui vào đống đổ nát kiểm tra. Thiên đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Trương Á Bân, một cảnh sát tham gia cứu hộ, kể rằng các nhân viên cứu hỏa đã phải chui vào một căn phòng hẹp và dùng tay nhặt các mảnh vỡ để đến chỗ Thiên. Trước đó, thi thể đầu tiên được tìm thấy hôm thứ Tư. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã đột kích hai cơ sở của công ty phát triển đầu tư Nhất Hương Long, Thâm Quyến có trách nhiệm quản lý các bãi đổ rác gây ra vụ lở đất chết người vừa qua. Hồ sơ từ chính quyền cho thấy công ty không đủ điều kiện để thực hiện công việc tích trữ bùn đất từ các công trình xây dựng địa phương. Thảm họa xảy ra sau khi một ngọn đồi đắp chất thải xây dựng trong 2 năm qua sụp đổ vì mưa lớn. Hàng ngàn người đã tham gia vào công tác cứu hộ tìm kiếm. Khoảng 900 người đã được sơ tán khi đất đá và mảnh vỡ văng khắp khu vực này, dẫn đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Vụ sạt lở xảy ra trên một khu vực rộng lớn khoảng 380.000m², tương đương với 50 sân bóng. Một số khu vực bị phủ bùn cao đến 10m. Theo truyền thông địa phương, thảm họa từ bãi chứa có khoảng 1 triệu mét khối chất thải nói trên đã được cảnh báo từ 2 năm trước đó. Ông Jin Jimin, người dân địa phương nói, mưa lớn và núi lở là thảm họa tự nhiên, nhưng vụ này là thảm họa nhân tạo. Đây là thảm họa lớn thứ tư ở Trung Quốc trong năm nay. Trước đó là vụ dẫm đạp ở Thượng Hải đêm giao thừa. Lật tàu trên sông Dương Tử và một loạt vụ nổ lớn ở kho bãi hóa chất Thiên Tân làm chết hơn 170 người. Thưa quý vị, có lượng mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao ở miền Trung, tuyết và mưa đá ở phía Đông Bắc, lễ hội thuyền rồng năm nay thực sự rất buồn. Sáng sớm ngày 17 tháng 8, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông cũng có mưa lớn chút xuống Quảng Châu, Trạm Giang, Mậu Danh, Trung Sơn và các nơi khác. Lượng mưa tích lũy ở thị trấn Tân Đường, quận Tăng Thành đạt 151mm. Các video được đăng tải trên Internet cho thấy lốp của nhiều phương tiện gần như bị ngập hoàn toàn và người dân buộc phải cùng nhau đi bộ qua đường. Nếu bạn muốn mua một ngôi nhà ở Tân Đường, bạn không thể mua một chiếc thuyền. Nhiều người dân phàn nàn rằng hệ thống thoát nước địa phương kém và bị ngập lụt hàng năm do mưa lớn. Nhìn kìa, đường đã biến thành biển, ô tô sắp trôi.
Nếu cứ mưa mãi thế này, tôi lo nó sẽ trở thành Trịnh Châu thứ hai. Tôi chết đuối bên lề đường và sau đó sắc mạc của tôi bị bắt đi. Một người dân ở một mảnh đất cao che mưa dưới mái hiên nửa đùa nửa thật nói. Theo dự báo thời tiết của đại lục, trong ngày hôm qua mưa lớn xảy ra ở một số vùng Phúc Kiến, Quảng Đông và các nơi khác, nhiệt độ cao xảy ra ở khu vực Trung Tâm và Tây Nam. Ngay từ vài ngày trước, nhiệt độ cao nhất ở Tứ Xuyên, Vân Nam và những nơi khác đã lên tới 43 độ C. Người dân huyện Kiều Gia, tỉnh Vân Nam trên trứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Vân Nam được biết đến là nơi đáng sống nhất Trung Quốc với khí hậu như mùa xuân quanh năm. Không ngờ, hè năm nay lại cháy hàng. Nhiệt độ cao suốt 10 ngày qua đều trên 40 độ, nhiệt độ bề mặt cao nhất đã vượt quá 75 độ C và chế độ nướng được bật. Thành phố đang sốt và người dân thì xông hơi gần như cả ngày. Vòi phun nước chữa cháy tại trung tâm Nhất Nguyệt Tử Côn Minh bất ngờ kích hoạt vòi phun nước và các y tá tại hiện trường vội vã bế em bé ra khỏi phòng. Cư dân mạng chế giễu, đi đường toàn người quen không thể tin được là thời tiết tháng 6, tháng 7 khô người đến như vậy. Tuy nhiên, tuyết và mưa đá lại rơi ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Video trên mạng cho thấy tại huyện Cám Nam, tỉnh Hắc Long Giang, những hạt mưa đá màu trắng nhỏ như hạt vừng và to như quả bóng bàn và quả trứng rơi rất nhiều, dày chân, người qua đường lần lượt tránh đi, còn chưa kịp để lại vết chân trên mặt. Thiệt hại đối với ô tô, mùa màng và các tòa nhà rất khó ước tính. Và mới tháng trước, ở Tân Cương đã xảy ra một trận bão tuyết, tuyết rơi sẽ đạt hơn 6mm trong vòng 12 giờ. Hoặc đã đạt hơn 6mm và tuyết vẫn tiếp tục rơi, có thể ảnh hưởng đến giao thông vận tải hoặc nông nghiệp và chăn nuôi. Nó đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Diwalik, Yunnachang Whitestone ở quận Ngưu Châu. Lễ hội thuyền rồng truyền thống diễn ra vào thời điểm sau mùa của mùa xuân và mùa hè, khi thời tiết êm ả và dễ chịu, người dân gieo lúa và thu hoạch lúa mì vào thời điểm này, sự chăm chỉ và niềm vui của một năm được cô đọng trong một cuộc sống tươi sáng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!